Mình đang luộc thịt gà, mình luộc cái hai miếng ức gà nè các bạn. Mình làm đồ salad trộn để đem theo đi học ăn. Đây là bắp cải các bạn, mình sắt hạt lựu nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua mình cắt cái bơ này ra, mình cũng sắt hạt lựu như vậy luôn. Rồi á, cái ức gà này mình cũng sắt hạt lựu luôn để mình trộn salad nha các bạn. Khi chóp măng xin kiếp cầm cáp, tôi xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi. Ok các bạn, bây giờ mình có ba nguyên liệu, mình sẽ không có ăn hành tây nữa, hành tây với hành tím các bạn, cho nên sử dụng nhiêu đây thôi, ít thôi, bao nhiêu đây chúng ta quá nhiều các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn giấm đường, giấm salad các bạn, trộn giấm salad, tại vì á cái này á là người ta sẽ ăn với giấm salad với chi chi bơ bơ, nhưng mà mình sợ mập và mình sợ mình ngán chi bơ, mình sẽ bỏ cái giấm này vô và một ít thôi, một ít xíu xíu thôi nè các bạn, ít xíu xíu thôi. Rồi đó, trộn lên nhé. Rồi trộn lên. Đây là cua gà bữa nay lên trộn. Sao bữa nay cua nhỏ rồi? Nhỏ gì, cắt cua hơn ăn muối là phải cắt ra làm tư em. Nhỏ gì? Rồi đó vậy em muốn con cua hoàng đế đó hả? Sao nó ngọt vậy em? Nó ngọt là vừa ăn nó ngọt vậy. Giữ hả? Cái gì đó con? Cháo quẩy. Nói đi. Giờ cháo quẩy. Miệng dở tiếu lắm. Đó hồi ăn làm lạc thì nó mặn, làm mặn nói ngọt. Giờ cháu quậy. Nó con của mẹ chị đó. Nếu mà nói vậy là nó con của mẹ chị đó. Ăn lát chị lên chị ăn coi có ngọt không vậy? Ô cua. Hot hot hả? Ô wow, hot. Cua. Chua làm sao? Chua làm sao? Cua hot hả? Vậy là cô Tí ăn đi, mẹ quay. Cô Tí ăn nghe. Cô Tí ăn đi. Cái tay là chúng nhà càng thua. Cô Tí ăn đi, mẹ quay con. Mẹ ăn đi nữa. Hot. Hot. Ừ nóng quá ba ơi. Nóng hát với con hát. Đưa cái nĩa hay cái đũa gì cho anh chấm á. Cho cái nĩa đi. Cho anh chấm anh liếm đi. Ta trước. Cua. Lá tờ hả? Không phải lá tờ đâu con. Rồi chấm liếm đi. Rồi liếm coi. Coi chừng đổ ra ngoài á. Ngon quá. Nóng ngon quá. Thổi. Ba bưng cái dĩa để trước mặt ảnh cho anh ăn. Anh để cái này xích qua, bưng cái dĩa này để trước mặt anh đi. Coi chừng đổ chén nước mắm. Lobster hả? Wow, lobster rồi. Để đây nè. Đó. Đúng rồi, lobster. Ngon không? Quá trời luôn. Ôi, ngon quá. Cho mẹ ăn với. Rồi đó, ăn đi. Wow. Em ăn dĩa hả? Không, em ăn. Em đang ăn đi. Dĩa, chị lo. Em đang ăn đi, chị không ăn, chị no quá rồi. Chứ ăn. Em là không ăn rồi đó. Em đã uống bia. Đó, ơi. Mà em là không thích cầm nữa. Lát tơ ăn đi con. Ý, ớt cớt. Đây nè. Ăn uống bia nó ngon chứ. Đó, rồi. Tiếp. Cầm. Đợi. Đây nè, đây nè, mày gửi cho. Ê. Đâu chị, thử thịt. Thịt nè.
Ừ, em lấy ngay chỗ quê là thịt không? Ngon không? Để mình gửi cho, mày gửi cho. Thịt, thịt. Mấy mình răng me. Thịt cua. Nghĩ là thôi, bữa nào răng me thì em ra răng ấy thôi. Thịt cua. Đúng rồi, thịt cua. Ngon lắm. Cua ngon lắm. Ừ, ăn đi con bóc đi. Hết hết hả? Trời ơi, chát vô người chỗ này một hồi là từ đầu tới đít cua không? Ngon mà. Đâu có ngọt đâu phải không chị? Ừ, giỡn nó ngọt, em không hiểu vậy. Nè, chùi tay thôi. Tại kiểu ăn thông như vậy mới ngon. Ờ, đó nè, con bóc đi. Giỏi quá. Ừ. À, giục này đi. Để mình gỡ thịt cho con ăn nha. Vậy mai em lát chị lấy mớ để mai đem cho ngoại nữa. Đây mày gỡ thịt, mày gỡ thịt cho con nha. Từ từ thịt nè, thịt nè. Đây nè, đây nè, bên đây thịt nè. Đó. Cái đó xương bỏ đó, xương. Bỏ được. Ừ đúng rồi, bỏ được cái đó. Xương không à? Xương á, cái đó xương. Ờ xương dục dục không bự. Không ăn. Đây nè, đây nè, bên đây nè. Bỏ vào biển năm 1993 đó, mà đến giờ gặp cái đồ biển đó, em ăn miếng nhà miếng. Ờ xương, xương á. Để mình lấy thịt cho con nha, thịt nè. Chỉ có bèo biển ăn chứ đâu có gì hết. Rồi, để mình lấy cái khác nè. Nó còn tươi nữa, cái ống bô thảo chị. Thịt nè, thịt, thịt. Cái nào? Cái quán cái nào? Cái lửa tôm, vừa lửa cá. Này á. Đây, mẹ đang gặp cho hot, hot, hot. Hot á, đừng có đụng, đừng có đụng. Mẹ đang lấy cho. À, nướng, nướng, gặp nha, nướng hả? Dạ, còn nướng hả? Hot không? Wow. Hai mẹ con ai giống cặp ngon nè, đó không có miếng dầu mỡ đâu trên hả, với lại không có dầu mỡ nữa. Nướng không à? Từ từ nha, chờ mẹ chút xíu nha, để gấp nó ăn hồi mắc cổ á. Cái con này ngon quá, biết không? Nó dính nó vô đường á, nóng quặn giữa dính, quặn giữa dính á. Rồi nghe mùi thơm đứng lên. Cô chú anh chị coi nè, thật sự là hai mẹ con mới ăn cháo xong no quá các bạn ơi. Nó lắm luôn mọi người. Còn mà mỗi lần mà nấu ăn đó là trừ khi nào có tàu cũng có nghỉ. Cô chú anh chị và các bạn ăn cùng với hai mẹ con nha. Mời mọi người nè. Cua hôm nay cua rẻ lắm các bạn. Mà nó có điều nó hơi nhỏ. Đây nè thịt nè. Cái nào? Cái lấy cái này hả? Ok. Nóng, nóng còn đựng cầm. Nóng quá. Để đây, để xuống, để xuống. Để mày gỡ thịt cho. Càng cua. Đúng rồi, càng cua. Kẹp đau. Đau lắm. Ừ. Mâm đi, bỏ miệng ngầm đi. Ăn cua. Cứng xương. Dụng này bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Ăn cua. Mau lớn. Mấy con ha, ăn cua cho mau lớn nha. Con này nó không thấy thịt gì hết vậy. Nè, thịt này con. Trời, hai mì vô mắm cua rồi cô Long. Ăn quá trời luôn cô Long ơi. Hả? Hai mì vô mắm cua luôn. Cái này, cái đó xương á con, bỏ đi yêu. Ăn được hả? Dạ, em gỡ thịt nè, anh ngồi anh ăn đi lịa luôn. Em gỡ thịt nha. Còn đó là xương á. Đây nè, thịt nè. Đó. Đây nè. Rồi cái nào? Cái nào con lấy đi, con lấy đi. Rồi để lên dĩa cho mẹ, để lên dĩa. Đó, đúng rồi. Ăn cái đó phải không? Ăn đi, lụm đi. Bữa nay cua hơi ơ, hơi nhỏ, hơi ốm nữa. Cái càng cua bỏ lại đi cho ba ngoài. Để mày gỡ cho thịt nè. Nè, thịt nè. Ngon không? Con ăn ngon không? Cô chú, ba hay đi mua bữa nay có đồng máy một phao á mọi người. Cho nên hả, ảnh mua quá trời luôn.
không thích cua lắm. Đi ngoài chợ mà thấy cua rẻ là mua về. Mà cua bự thì luộc ăn, còn cua nhỏ thì sẽ là rang me hoặc là rang muối. Từ từ để mẹ lục xương ra nè. Xương không à. Từ từ nha. Đó. Ừ, nè, cua con nè. Nè, rồi để mẹ lấy. Đây. Đưa mẹ. Nè, nó ăn này đi nè. Mẹ lột qua nè, đó. À, ông chú đi đây, đi lấy cơm đó con. Ông chú lấy cơm. Nè anh đi, nè đi, thịt nè con. Ăn đi. Ổn quá. Hôm nay thật sự là cái dĩa ngày hôm nay này hay đi là nhân vật chính đó mọi người. Lúc này lúc ở Việt Nam mà mua được cua rẻ là cả vấn đề đó các bạn. Ông chú đi vô rồi. Handy rất là sợ ông chú. Nè con ăn hết rồi nè, đi rồi mẹ lờ gỡ nữa. Ông chú. Rồi cái nào? Rồi lấy đi, để xuống, để lên dĩa. Rồi để lên dĩa mẹ gọt cho. Ngon không? Ăn gì ăn ngon không? Con ăn gì đó? Ăn cua. Nói đi. Ăn cua. Ăn cua đó. Nè đó. Chí. Ủa. Nè nè. Chí. Ủa. Cua, càng cua. Ừ. Đây mẹ lột nè, thịt nè. Rồi con lấy đi, con lấy bỏ dĩa cho mẹ đi. Úi chà. Cái này cái càng con đâu ăn được. Ngoài cái khác đi, lấy cái khác. Ê. Rồi, ăn đi nè, bóc đi. Chết luôn rồi cô chú ơi. Ăn mà chét vô kiểu này là hồi tắm mấy cục xà bông luôn á. Ăn con. Nè ăn đi, ăn hết đi. Ăn đi. Đây mà lột cho. Nè thịt nè. Thịt. Rồi bóc ầm. Mà thật sự ăn cua phải ăn tay này vậy mới ngon. Bữa nay hay gì ăn giỏi quá, mừng quá. Mấy bữa hay gì ăn thì hay kém. Rồi con lấy đi. Con ăn nào con lấy đi. Rồi để đó đi mẹ gọi cho nha. Cái ông này á, ông phá cũ quá để chị lấy tiền ổng chị đền, chị bắt ổng đền cái máy cà phê mới cho chị. Chị lấy tiền ổng chị đi mua máy cà phê mới. Lấy tiền gì? Chị lấy tiền gì? Chị đi mua máy cà phê. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Ông phá cũ quá. Nè con, ăn đi, ăn thịt đi, thịt cua. Con cua làm sao, con cua bò làm sao, nói mẹ nghe con cua bò sao. Cua bò gì nè. Ô, con cua gì đó hả? Con cua nó kẹp làm sao, con cua kẹp làm sao. Kẹp bạp. Con làm cạn cua làm sao anh kìa. Ồ, con cua gì mà sao con cua đập bụng không vậy. Chị lo, nó diễn tả con cua đập vô cái bụng bập bập. Ê cái đó mẹ chưa có lột xong. Cua đập nữa không à, cua đập vô bụng không à. Cua đập nữa vậy là hết bò được không? Cua đó là cua lên dĩa đó. Cua lên dĩa. Cua mà đập vô. Rồi con lấy đi. Lấy để lên dĩa cho mẹ. Nào. Rồi để là đụng rồi nè, ăn cái này đi. Ăn đi rồi mẹ gỡ nữa cho. Gớt, lụm lắm chắc. Ăn gì kìa, bỏ nó đây. Rồi. Ăn hành gì, ăn 37-21 còn nhiêu chút cho ba nó lựa lại ăn. hồi hành gì ăn hết thịt chứ còn càng không ba. Cho ba hành gì ngồi gặm càng. Con lấy đi. Nè, ăn đi.
Rồi anh ăn, anh mà thấy em cầm cái con cái càng cua là em bẻ là anh lấy cái miếng khác anh dằn mâm liền chị Long. Không nói chuyện này. Chí chí. Càng cua. Chứ. Ừ. Càng cua. Càng cua đó. Chứ. Ừ. Kẹp đau lắm. Ớ. Đúng rồi, kẹp đau lắm. Chứ. Ớ. Ớ. Ừ. Chứ. Ớ. Kẹp đau. Đau lắm. Ớ. Nè, ăn đi. Ăn cua. Chắc chưa? Nói đi con. Ô con cua vậy đó hả? Trời ơi con cua nó dữ hiểu hả? Sợ quá. Sợ con cua quá. Trong trước. Sợ cua. Trước. Kẹp đau. Chứ. Ừ, dữ lắm. Nè ăn đi. Ăn cua mau lớn. Ô cua làm sao? Hả? Cua cái miệng nó làm sao đó? Nè nghe coi. Cái đó xương đó con. Xương. À, nè mấy thịt nè. Ừ, ngon quá trời ừ. Ngon quá trời ừ. Ngon quá trời ừ. Lột và anh ăn không kịp luôn mọi người ơi. Đúng rồi, chính xác là hành gì bữa nay là nhân vật chính luôn á cô Long. Rồi con lấy đi. Yêu trước. Mai cua. Chứ. Mai. Chứ. Mai cua. À trước. Đúng rồi. À trước. Anh gì ăn xong là phải đi tắm rồi cô Long ơi. Chết trước. Tắm rồi. Chết ớ. Ừ. Con chét tùm lum hết trơn à. Trước đó. Trời ơi, bóc cái nào chét vô cái đó vậy cô Long ơi, chết à. Đường trước. Ừ. Rồi để xuống. Rồi. Ngồi yên đi, ngồi yên rồi mày gỡ thịt ra. Bóc đây bóc thịt ăn đi. Nè con. Nè. Nè. Nghỉ hả? Nghỉ hả? Nè. Rồi ăn cái này đi rồi mày dẫn vô uống sữa. Nè ăn cái này đi. Không ăn nữa nè. Đi. Rồi đi đi uống sữa. Đi đi nữa. Đi uống sữa. Xuống. Rồi ba cô chú đi uống sữa nè. À, ba cô chú. Ừ, rồi trả nha, trả đi. Ba cô chú, anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Yeah, con đi uống sữa rồi. Bye bye. Hôn mẹ mấy đây.